Giang Quý xin kính chào cả nhà YouTube hết nha. Hiện tại hôm nay là mùng năm Tết nha cả nhà. Giang Quý đang đứng ở cổng Nhất Đại Thăng Long, là cũng là đại cảnh kết thúc chuyến tham quan du xuân của đường hoa Tết Giáp Thìn 2024 của người dân của thành phố ở thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là với linh mặt rồng là dài hơn cả 100 mét và uốn lượng bốn phần uốn lượng và cao hơn 5 mét ở trên mặt đất, thì với hệ thống chiếu sáng đèn led dài hơn 100 mét toàn bộ thân rồng, và với độ dài và chiều cao này là sẽ thách thức khả năng chụp ảnh của du khách nha cả nhà, nhưng mà sẽ lưu lại những cái hình ảnh rất là cực kỳ sinh động và đẹp tại linh vật rồng năm nay cả nhà ơi. Đây rất là đẹp nha cả nhà. Thì bây giờ là đường hoa đã sáng đèn rồi, rất là đẹp cả nhà ơi. Đây phía ngoài này là bến Bạch Đằng cả nhà, công viên bến Bạch Đằng cả nhà ơi. Thì chỉ còn có ngày hôm nay nữa thôi là đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức khép lại, là ngày chu kỳ của 12 năm sau nữa chúng ta mới thấy được linh vật rồng như cả nhà. Đấy, bây giờ là sẽ là hôm nay là mùng năm ngày cuối cùng của Tết Giáp Thìn 2024. Thì Giang Quý sẽ quay một clip của ngày mùng năm cho cả nhà xem nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đây rất là đông các bạn trẻ và người dân du khách ở khắp mọi nơi đổ xô về đường hoa Nguyễn Huệ để mà check in lưu giữ lại những hình ảnh kỷ niệm đẹp của với linh vật rồng hôm nay cả nhà. Đấy. Rồi, Giang Quý sẽ đi vòng đây một vòng nha cả nhà ơi, cho cả nhà xem nha. Đây rất là đẹp. Ngoài nó chụp ký. Ôi, cả nhà ơi, với độ chiều dài và độ cao sẽ thách thức khả năng chụp ảnh của du khách cả nhà, và nhưng mà chúng ta sẽ lưu lại được những hình ảnh rất là đẹp về linh vật rồng của năm nay cả nhà ơi. Rồi rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Gọi cái ông ở trước cho ông gửi hình nè, ông nói ông gửi hình Zalo, chị gửi hình qua Zalo được không? Dạ được. Đây rất đẹp cả nhà ơi, áo dài hồng rất là đẹp. Rất đông cả nhà ơi, cả nhà hãy đến tham quan cả nhà ơi, nhưng hôm nay là ngày cuối rồi. Đây với tạo dài xanh rất là đẹp cả nhà. Không?
Rồi đi, đi vô. Em đứng ngay cái đầu của rồng nè. Có cái màu xanh. Vì hôm nay là ngày cuối cho nên là người dân thành phố và du khách người ta tranh thủ đến đây để mà check in, lưu lại những hình ảnh đẹp với linh vật rồng cả nhà ơi. Và đường hoa rất là đẹp nha cả nhà. Thì chu kỳ 12 năm nữa chúng ta mới thấy được cái linh vật rồng nữa cả nhà, tại vì một con giáp là sẽ xây vòng là 12 năm. Ở phía cổng chào cả nhà, phía cổng chào là có cặp rồng lưỡng long triều liên cả nhà, rất là to, với kích thước vòng đầu là đến 2 mét. Thì chúng ta có thể đến đó check in với cặp rồng rất là to đó cả nhà, có thể cử động được phần đầu khiến cho du khách rất là thích thú. Không. Em đâu rồi? Nghe tiếng rồi đó. Hành đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bé đi, bé đi đường hoa cả nhà. Này đây có cọc ra. Cái nhà ngồi xuống đi con. Ngồi kế anh kia anh kìa. Kế anh nhìn mẹ nè. Bé đi đường hoa. Rất là nhiều táo dài đỏ, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Cái xanh. Rồi cả nhà ơi, cả nhà hãy đến đường hoa Nguyễn Huệ nha. Nếu cả nhà có đến kịp thì hãy đến, tại vì hôm nay là ngày cuối rồi. Thì Gia Quý cũng chúc cho cả nhà một năm mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều vui, một chặt nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong công việc nha. Và một năm mới thật là nhiều hạnh phúc, phát tài. Chúc mừng cả năm mới cả nhà nha. Happy New Year cả nhà. Dân Quý cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dân Quý cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ kênh YouTube Dân Quý Vlog Cuộc Sống Quyền trong thời gian qua rất là nhiều luôn à. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều à. Rồi, Dân Quý tạm biệt cả nhà. Dân Quý xin kết thúc video tại đây nha. Dân Quý xin chúc cho cả nhà một năm mới thật là nhiều vui vẻ và thật là nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và trong công việc cho cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh YouTube Dân Quý Vlog Cuộc Sống Quyền trong thời gian qua rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đây là phía ở ngoài đường Nguyễn Huệ cả nhà, phía ngoài phố đi bộ nè. Rất là đẹp không cả nhà, chúng ta hãy nhìn lại những hình ảnh cuối cùng của Linh Vật Rồng của năm 2024 và 12 năm nữa chúng ta mới thấy được Linh Vật Rồng tiếp theo cả nhà ơi, tại vì mỗi một năm thì mỗi một linh vật khác. Rồi, chúng mới tạm biệt cả nhà nha.